Thực hư thông tin Thương Tín qua đời ở tuổi 66. Mới đây, một tài khoản Facebook cho biết nam diễn viên Biệt Động Sài Gòn đã qua đời vào ngày 28 tháng 3, hưởng thọ 66 tuổi, gây xôn xao mạng. Tuy nhiên, không lâu sau, nam diễn viên đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Mới đây, nhà báo Nguyễn AT bất ngờ thông qua trang Facebook cá nhân đăng tải bài viết dài cho biết nam diễn viên Thương Tín đã qua đời vào ngày 28 tháng 3. Trước bài viết của nhà báo AT đã khiến nhiều người hoang mang và khá bất ngờ. Bởi cách đây không lâu, nam diễn viên còn dính vào lùm xùm đấu tố dài hơi với nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Sau nhiều thành tựu trên màn ảnh lớn nhỏ và sau không ít những tai tiếng thị phi về đời riêng, diễn viên Thương Tín đã rời cõi tạm, là một trong những khán giả đã từng hâm mộ anh và là một trong những đạo diễn đã từng mời anh cộng tác, xin có lời chia buồn với gia đình anh và kính tiễn anh về nơi vĩnh cửu. Nếu có đầu thai làm người sang kiếp khác, tôi tin chắc rằng anh cũng sẽ lại đến với màn ảnh, bởi cine dường như đã trở thành máu thịt của anh. Nhờ nó anh đã kết nối với mọi người qua những hình tượng nhân vật mang tính cách nghĩa hiệp, người hùng mà anh từng thủ vai và gửi đến khán giả những thông điệp về nhân sinh. Con gái anh sẽ tự hào về những gì anh đã làm cho điện ảnh. Đóng góp của anh với điện ảnh và truyền hình chắc chắn sau này sẽ có những nhà viết lại lịch sử điện ảnh đáng giá, tổng kết. Còn với tư cách cá nhân, tôi chỉ xin kể lại chút kỷ niệm về nghề nghiệp với anh. Tôi biết ơn diễn viên Thương Tín bởi qua một vai tuy là phụ của anh, tôi được học thêm về cách xử lý nhân vật, đặc biệt là nhân vật thuộc về phe phản diện như lâu nay phim ảnh ta đã đóng đinh trong người làm phim lẫn khán giả. Vĩnh biệt anh, trích nguyên văn của nhà báo Nguyễn AT. Sau thông tin nam diễn viên Thương Tín qua đời, phóng viên Thanh Niên đã liên hệ với đại diện nam diễn viên. Phía Thương Tín bức xúc khi ông bị đồn qua đời. Nam diễn viên nói hiện tại đang cùng vợ sống tại quê nhà Phan Trang và sắp tới sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để kiếm việc. Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Trang, trong một gia đình có 9 người con. Đam mê nghệ thuật cải lương từ nhỏ, khi mới 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà trốn theo một gánh hát cải lương chỉ để được vào vai lính, vai tốt và theo đoàn lưu diễn ở khắp nơi. Sau đó, gia đình gửi ông vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc, Kịch nghệ ở Sài Gòn. Khi mới ra trường, ông đầu quân cho đoàn kịch nói Cửu Long Giang, rồi đoàn Kim Cương. Tại đoàn Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như Bông Hồng Cài Áo, Vực Thẳm Chiều Cao, Huyền Thoại Mẹ. Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch, 2/3 số đó là vai chính, vai kép độc. Không những thành công trên lĩnh vực sân khấu, Thương Tín còn tạo ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như Biệt Động Sài Gòn, Ván Bài Lật Ngửa, Chiến Trường Chia Nửa Vầng Trăng. Ông là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa phi đâu nhất Việt Nam. Tính đến năm 2015, ông đã tham gia với hơn 200 bộ phim. Thế nhưng có câu lắm tài nhiều tật, điều này có lẽ đúng với Thương Tín. Từ một nam tài tử, một thời được người ngưỡng mộ, Thương Tín ở tuổi 66 chỉ còn lại những lời chỉ trích, những sự quay lưng. Vào tháng 2 năm 2021, diễn viên Thương Tín được một người bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu vì đột quỵ. Sau thời gian điều trị bệnh tình cũng như nhận được sự giúp đỡ của khán giả, đồng nghiệp sức khỏe của nam diễn viên đã hồi phục. Bất ngờ thay, đến tháng 12 năm 2021, Thương Tín lại bất ngờ tố đàn em Trịnh Kim Chi nhọc nhằn số tiền kêu gọi giúp đỡ ông, thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày gần đây. Thương Tín khẳng định ông không sử dụng tiền quyên góp phung phí, đồng thời cho biết ông chỉ nhận được tổng cộng 130 triệu đồng, chứ không phải 800 triệu đồng như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi. Nam diễn viên cũng cho rằng việc nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi giữ lại hơn 250 triệu đồng để mua bảo hiểm cho con gái của ông là không hợp lý. Ông thậm chí còn tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc để làm rõ các khoản tiền này. Sau ồn ào với đàn em, nghệ sĩ Thương Tín cũng cho biết nam diễn viên chạy trap đi giao phá lấu cho một chủ quán ăn vì không muốn khán giả nghĩ ông chỉ sống nhờ tiền của nhà hảo tâm. Đến ngày 24 tháng 3, Thương Tín đã gọi điện thoại chủ động làm hòa với nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi. Chế Linh đã yêu tha thiết em vợ trong lúc vợ sinh con. Chế Linh là một trong những ca sĩ nổi tiếng cả về sự nghiệp lẫn đời tư. Ngoài biệt hiệu Tứ Trụ Nhạc Vàng, một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu, nam danh ca này còn được người ta mệnh danh là sát thủ tình trường, gã du ca đào hoa.
Chí Linh cũng thừa nhận đã rất nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời ông, nhưng đa phần họ đều phải chịu thiệt thòi khi chót trao con tim cho một nghệ sĩ đa tình. Sau nhiều tập tình trường, Danh Ca mới tìm được bến đỗ cuối cùng vững chãi đến hôm nay. Sinh sống ở hải ngoại nhưng những năm gần đây, Chí Linh rất chăm chỉ về nước phục vụ những người hâm mộ. Và mỗi lần xuất hiện trước công chúng, người ta lại thấy bên cạnh nam Danh Ca luôn có một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Đó chính là người vợ thứ tư của ông, tên Vương Nga. Họ đã gắn bó bên nhau mấy chục năm nay. Tuy nhiên trước bến đỗ bình yên này, Chí Linh đã trải qua nhiều đoạn tình trường với những cung bậc cảm xúc, hạnh phúc, đau khổ, mất mát, tổn thương, nghi kỵ. Chí Linh kết hôn với người vợ đầu tiên từ năm 21 tuổi, sống với nhau 4 năm và có tới 5 người con thì cả hai đường ai nấy đi. Nguyên do nam ca sĩ đã phải lòng em gái của vợ. Chẳng là khi ấy Chí Linh còn nghèo, phải sống chung với gia đình bên vợ. Hằng ngày ra vào gặp gỡ cô em dì xinh đẹp đang tuổi xuân thì, trong khi vợ liên tục nằm cữ, ông nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Những khi vợ chồng xảy ra chuyện xích mích, cô em vợ lại là người thông cảm, chia sẻ với anh rể. Cứ thế đến một ngày mọi chuyện vỡ lở và Chí Linh đành phải kết thúc hôn nhân với cô chị để đến với cô em. Nhưng người vợ thứ hai cũng không giữ chân được nam ca sĩ Đào Hoa lâu. Họ chia tay sau hơn 4 năm chung sống. Nhắc lại chuyện tình chị duyên em này, giọng ca Thành Phố Buồn chia sẻ. Chúng tôi chia tay nhau trong êm thấm và đến nay họ vẫn yêu thương nhau. Nếu để sự việc tệ hơn mới chia tay, có thể cả ba bây giờ vẫn hận thù hoặc sẽ không tôn trọng nhau. Tôi nghĩ rằng nếu sống với nhau không êm đẹp thì nên chia tay. Bởi nếu cứ sống với nhau trong sự dằn vặt thì giá trị sống sẽ không còn. Nếu tôi không ra đi sớm, không chia tay sớm, chúng tôi bây giờ không thể nhìn nhau như những người bạn. Tôi từng mong khi chúng tôi chia tay nhau, tôi sẽ có vợ, các cô ấy sẽ có chồng. Rất buồn là tôi có vợ nhưng hai chị em họ đều không chịu lấy chồng, và đó chính là điều khiến tôi quý trọng họ. Cuộc hôn nhân thứ ba cũng gây cho nam Danh Ca nhiều tai tiếng. Người vợ này của Chí Linh tên Thúy Hằng, quê gốc Nam Định. Sau khi quen biết và yêu nhau một thời gian, Chí Linh đến gia đình Thúy Hằng xin cưới 3 lần mà không được, cũng bởi cái lý lịch hôn nhân phức tạp trước đó của ông. Được sự hậu thuẫn của một người chú ruột Thúy Hằng, Chí Linh đã làm một chuyện tài đình là bắt cóc thiếu nữ 17 tuổi này. Sau 14 ngày dẫn Thúy Hằng đi trốn ở một nơi bí mật, Chí Linh mới đưa người yêu về. Gia đình cô gái khi biết chuyện đã tố cáo nam ca sĩ dụ dỗ trẻ vị thành niên. Thậm chí một người bác của Thúy Hằng, khi đó đang giữ chức vụ rất lớn ở Sài Gòn, đã dọa kiện kẻ bắt cóc ra tòa. Cực chẳng đã, Chí Linh đành phải tìm tới năn nỉ. Cái này cháu có lỗi nhưng chỉ vì quá yêu. Cuối cùng, tấm chân tình của chàng ca sĩ đã qua 2 lần đò cũng khiến gia đình cô gái cảm động, chấp thuận cho họ nên duyên. Đến với nhau sau khi đã trải qua bao trắc trở, nhưng cuộc hôn nhân của cặp đôi cũng không trường cửu, bởi Thúy Hằng đã tự tìm tới cái chết, để lại cho ông hai đứa con vẫn còn thơ dại. Việc ra đi đột ngột của người vợ này đã khiến Chí Linh phải hứng chịu những đồn đoán oan nghiệt. Người cho rằng chính Chí Linh đã gây ra cái chết của vợ. Người phao tin vì nam ca sĩ mải mê trăng gió nên Thúy Hằng buồn bã sinh uất ức tự tử. Sau này nam Danh Ca mới trần tình rằng Hằng bị suyễn. Mỗi lần cô ấy lên cơn, tôi thường hủy tất cả các show để ở nhà chăm sóc vợ. Thời gian đó đang chuẩn bị diễn ra giải Kim Khánh, tôi có đăng ký tham gia. Hôm ấy tôi ra phi trường đón một số bạn trẻ, nhưng máy bay bị hoãn chuyến nên chậm tới 4 tiếng. Khi trở về, mâm cơm Hằng nấu vẫn đậy lồng bàn, nghĩa là Hằng vẫn đợi tôi về để cùng ăn. Bình thường tôi sẽ nói với vợ, em ăn cơm đi, anh cũng ăn sơ sơ rồi. Nhưng hôm đó tôi lại nói, anh ăn cơm rồi, không ăn nữa đâu, và vội vàng đi tắm sau đó đi ngủ. Khi ba cha con tôi ngủ, Hằng xách giỏ, đi đến thuê một phòng ở nhà nghỉ trên đường Gia Long, nơi chúng tôi đã có những cuộc hẹn hò đầu tiên. 10 giờ sáng hôm sau, khách sạn phát hiện ra, đưa Hằng tới bệnh viện nhưng không kịp. Thúy Hằng quyên sinh, chỉ để lại cho tôi đúng 2 dòng thư tuyệt mệnh. Em ra đi để anh còn mãi trong tim em, và em cũng còn mãi trong tim anh. Lúc Hằng tự vẫn, gia đình cô ấy rất tức giận, quy hết tội lỗi cho tôi. May mắn cho tôi là trước lúc quyết định từ giã cõi đời, Thúy Hằng còn gửi cho em trai một lá thư, dặn 3 ngày sau khi sự việc xảy ra mới công bố. Chính lá thư đó đã giúp gia đình vợ hiểu rằng tôi không dồn ép và cũng không phải người giết vợ. Bẵng đi vài năm tập trung cho sự nghiệp ca hát, chăm sóc 2 con nhỏ, chữ tình lại tiếp tục đến với nam Danh Ca. Đây chính là bến đỗ bình yên của ông tới ngày hôm nay. Một lần tôi tình cờ thấy cô con gái của chủ nhà tên là Vương Nga đứng trên ban công. Vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh của tôi bỗng đập rộn ràng. Chí Linh nhớ lại giây phút xao xuyến trước người vợ thứ tư. Sau vài lần tiếp cận người đẹp, một đêm tháng 12 năm 1974, Chí Linh đánh liều đến nhà xin cha mẹ cho Vương Nga đi chơi với mình và hứa đúng 12 giờ khuya sẽ trả về. Chí Linh chở Vương Nga đi chơi bằng xe Jeep. Đầu tiên là ghé cửa hàng mua một bó hoa, sau đó lái xe hướng ra ngoại thành, rồi chạy thẳng vào nghĩa địa. Cô gái trẻ ngồi trên xe thất kinh hồn vía, vừa sợ ma vừa sợ chàng ca sĩ giở trò bậy bạ, nên hết lời năn nỉ, van xin Chí Linh quay xe ra. Nhưng sau đó, cô đã trấn tĩnh và không khỏi xúc động,
khi được Chế Linh dẫn đến bên mộ người vợ cũ dâng hoa. Việc làm đó của nam ca sĩ gửi đến Vương Nga thông điệp rất rõ ràng là muốn tiến tới hôn nhân với cô. Sau đó chàng đưa nàng đi hát và trở về nhà đúng giờ hẹn. Chế Linh cũng có được trái tim người đẹp từ đó. Vài tháng sau, Chế Linh sang nhà Vương Nga xin cưới, nhưng lại bị từ chối vì họ hàng đã quá ngán ngẩm chuyện đời tư tai tiếng của nam ca sĩ. Xin cưới đàng hoàng không được, tôi lại lập kế hoạch bắt cóc cô gái giống như lần trước. Lần này tôi bắt cóc Vương Nga những 3 tháng. Ba của Vương Nga vất vả đi tìm con, đến khi tìm thấy con mình đang chung sống với tôi, ông ở lại luôn với chúng tôi. Má của Vương Nga thấy chồng đi tìm con không về, lại cho em trai Vương Nga đi kiếm. Đến lúc đó, ba cha con mới về nói chuyện phải quấy với họ hàng. Đến nước này, gia đình Vương Nga đành phải chấp nhận chuyện ván đã đóng thuyền. Chúng tôi cưới nhau cuối năm 75. Tôi đã và đang sống một cuộc sống êm đềm với Vương Nga gần 40 năm qua. Chế Linh kể lại cuộc chinh phục gia đình vợ gian nan. Chế Linh chia sẻ, sau khi kết hôn với người vợ thứ tư, ông vẫn được rất nhiều bóng hồng để ý. Thậm chí có người còn đề nghị làm người tình, chỉ đi bên cạnh cuộc đời nam danh ca cho thỏa nỗi yêu thương. Nhưng sau nhiều tập tình trường với đủ cung bậc cảm xúc, Chế Linh đã đủ tỉnh táo để biết trân trọng hạnh phúc đang có. Vì vậy mà 40 năm nay, tổ ấm của ông vẫn bền vững.